Khôi tía là loại cây thân mềm, mọc thẳng, có thể cao tới 2 đến 2,5 m. Lá dài, mặt trên của lá màu xanh, mặt dưới màu tím và có lông nhỏ mịn nên còn được gọi là cây khôi nhung. Phần gân lá và ngọn của cây khi còn non cũng có màu tím. Ngoài ra, cạnh của lá có các răng cưa nhỏ. Cây khôi tía là loài cây thường mọc tự nhiên trong các cánh rừng ở phía Bắc. Vị trí thường mọc là các vách núi đá cao. Khôi tía này chữa dạ dày cũng rất là tốt, trào ngược dạ dày, sung huyết HP đều phải có cây khôi này thì chữa được. Hoặc là ai người ta đau ở đau quằn quại có thể người ta lấy cái lá này người ta vò tươi ra uống, mấy phút sau nó sẽ hạ luôn, giảm đau. Bây giờ mình sẽ sử dụng như thế nào? Cái lá này thì một là cũng có thể mình phơi khô, nghiền thành bột, đấy, tổng hợp mình uống. Hoặc là như tôi vừa giới thiệu ấy, mình mà đau dữ dội, đau cấp ấy, thì mình có thể hái lá tươi này vò cái, hãm nước uống trực tiếp cũng được, hoặc đun lên uống được. Do tác dụng rất tốt trong chữa bệnh dạ dày, nên cây khôi tía đã được đưa về trồng tại các nhà vườn làm thuốc. Tuy nhiên, do tuổi thọ của cây trồng chỉ chừng 1 đến 2 năm đã bị thu hoạch để làm thuốc, nên tác dụng không thể bằng được cây mọc ở ngoài tự nhiên. Bởi nếu mọc ở ngoài tự nhiên, để cây khôi có thể cao chừng 2 mét thì phải mất chừng 7 đến 8 năm. Và bây giờ là hướng dẫn cách sử dụng cây khôi tía. Mỗi lần các bạn dùng chừng 5 đến 7 lá. Chúng ta có thể dùng lá khôi khô để hãm nước uống. Trong trường hợp có lá tươi thì bước đầu tiên các bạn rửa thật sạch sẽ lá. Sau khi đã rửa sạch thì dùng tay vò để lá dập đi. Việc này giúp khi nấu lá sẽ tiết ra được hết chất. Sau đó cho khoảng 1,5 lít nước và đun lên. Khi nồi lá khôi sôi lên, các bạn hãy nhớ là phải giảm lửa và đun thêm chừng 15 phút để chất ở trong lá tiết ra hết. Khi nước ở trong lá đã tiết ra hết là lúc chúng ta đưa nồi thuốc ra, chắt lấy phần nước thuốc để nguội bớt và uống. Một bát nước thuốc như thế này, các bạn có thể chia làm 3 lần uống mỗi ngày. Sử dụng liên tục trong vòng vài ngày, các bạn sẽ thấy các cơn đau dạ dày giảm hẳn về cả mật độ và mức độ đau. Nhưng mà những cái này đơn lẻ mình chỉ chữa cấp thôi. Trường hợp cấp bách thì mình sẽ dùng để nó chữa kịp thời. Thế còn nếu mà mình muốn chữa được một cái bệnh dạ dày, ví dụ như viêm loét này hoặc sưng huyết này, trào ngược, nó phải kết hợp. Trong bài thuốc điều trị dứt điểm bệnh dạ dày thì lá khôi là một vị thuốc không thể thiếu. Vừa rồi là các vị đã xem tôi chia sẻ trên clip, các vị sẽ đăng ký theo dõi để sau này có một bài thuốc chữa cho bệnh dạ dày. Cuối cùng chúc các vị mạnh khỏe.